25 năm là một cái mốc thời gian rất là đáng nhớ ở BOC, thì chắc chắn 25 năm sẽ là một cái sự kiện mà mọi người kỳ vọng ở một sự khác biệt, một sự đổi mới, một sự thú vị. Tôi cũng không có một cái đề nghị cụ thể gì, nhưng mà rất là mong chờ những cái điều đặc biệt để nó thu hút và làm cái điểm nhấn cho cái alumni của năm sau. Xin cảm ơn. Tôi nghĩ là có rất nhiều kỷ niệm để mà chọn ra được nhớ nhất. Tôi rất vui, giống như là giống như người con lâu năm bỗng trở về nhà. Thực sự là PwC là ngôi nhà thứ hai của tôi, là những gì rất đầu tiên mà tôi cảm thấy rất là ấm cúng khi quay về. Chúng tôi rất là yêu quý PwC nên thường là một buổi tối đối với chúng tôi thì hơi ít. Chúng tôi rất là mong muốn sang năm thì có thể thời gian giao lưu sẽ được dài hơn và có cơ hội để cho các bạn hơi bận một chút thì có thể đến vào những buổi khác, buổi sáng, buổi chiều. Rất mong là như vậy.